cho một cái phim hài Tết để phục vụ khán giả cũng là một sự cố gắng của cả công ty TNG Media cũng như là các anh em nghệ sĩ. Vì đầu tư cho một bộ phim hài Tết thì nó cực kỳ là tốn kém cũng như thời gian chất xám của con người. Chính vì vậy mà mong rằng quý vị và các bạn sau khi mà xem phim thì hãy luôn luôn ủng hộ TNG Media và hiểu được vất vả của những người làm chương trình. Xin chào các bạn yêu thân mến, mình tên là CJ và mình là người Nigeria, diễn viên, ca sĩ, rapper, nói chung là nhiều việc lắm ở Việt Nam. Anh đang tham gia đóng bộ phim là bộ phim gì nhỉ? Mình đang tham gia cái phim Chuyện Nhà Sung Phúc phần 2. Chuyện Nhà Sung Túc ạ. Sung Túc à, xin lỗi. Chuyện Nhà Sung Túc phần 2. Anh ơi, anh có thể kể một chút về nhân vật của anh được không? Trong phim này mình đang là chồng của Linh, Linh Miêu. Và mình là một chồng vô phu. Dù là mình không, mọi người đừng hiểu nhầm nhé, mình không, không hề, mình chưa bao giờ đánh gái. Mình chưa bao giờ đánh nhau trên thế giới của mình. Mà trong phim này mình là phải bạo lực như thế. Mình hơi sợ một tí nhưng mà không sao, mình không phải người như thế đâu nhé. Tí nữa anh sẽ đánh thẳng tay nhé. Mình sẽ đánh giả vờ thôi. Chứ bởi vì mình chưa bao giờ đánh người, mình không biết thế nào. Mình chỉ có đánh boxing ở trên kiểu tập thôi. Hôm nay anh cứ dùng cái boxing đến mà anh đánh nhé. Chỉ kế của thân bận mưu thôi. Đây là một bộ phim ý tưởng rất là hay và rất là nhiều sự sáng tạo. Và họ cũng đầu tư khá là nhiều thời gian và công sức và ý tưởng vào. Để các bạn hãy theo dõi nha. Anh ơi, tí nữa sẽ có cảnh nóng, anh hiểu cảnh nóng là gì không anh? Úi, ai đóng đấy? Đừng ghi à? Có cái gì vậy? Có cái gì vậy? Hôm nay sao thôi à? Thôi. Với một cái chị Quỳnh Búp Bê phiên bản 2 với cái chị Quỳnh Búp Bê phiên bản đầu, chị nào ngon hơn ạ? Anh thì anh không biết được, thực ra là hai phiên bản này anh đã được thưởng thức cái phiên bản nào đâu. Ừ. Qua hình ảnh thôi. Chả thưởng thức Quỳnh Búp Bê gì nữa. Làm được một sơ muối gì. Ôi cả các em thế, tắm từ sáng rồi đã được sơ muối gì. Đạo cụ biết là vừa nãy là anh mới sơ muối hết một quả bưởi rồi. Thực ra là vừa rồi là khi anh đóng cái cảnh đó anh cầm một múi bưởi thôi. Ăn một múi đó thôi, đấy. Sau đó là anh đứng dậy. Anh đứng dậy đi vào thay đồ, vắt là qua da, vắt là các bạn đạo cụ với các bạn là quay phim là ăn hết rồi. Đổi nhập lại. Chị nào, chị có muốn mời bưởi anh nữa không? Rồi, chén hết cả quả của tôi rồi. Anh vừa nãy trong bếp em nghe có là bưởi khác, mời bưởi khác, mời bưởi gì? Anh cũng thấy là rất khó hiểu, chứ biết là bưởi gì. Thực ra mình đang ngóng trông nên là bưởi gì. Đó là nhà hết bưởi rồi, đạo cụ hết rồi, cũng là bưởi của diễn viên. Rồi, bây giờ mình vào việc chính ạ. Anh nói một chút về vai diễn của mình trong cái phim này. Cái vai này của anh thì cũng ra không phải là vai dài lắm. Tuy nhiên thì cũng có thể là một cái hiệu ứng nó với cái đằng sau cái bộ phim của Búp Bê. Nghĩa là ý đồ đạo diễn cũng muốn gọi là cho có một chút gì đó là hơi hướng giống như kiểu là một cái ngoại truyện nào đó, một cái phần nào đó của cái vai diễn đó, để cho thêm khán giả là thêm cái phần gọi là xem nó giải trí hơn, giải trí hơn một chút. Đấy thì còn cái bộ phim Tết này thì anh cho rằng cũng là một bộ phim rất đáng để xem. Dạ, vợ anh ấy thì có phải là người ngoại tỉnh không? Có anh, tức là có phải đến xa không? Như cái trường hợp trong phim này chẳng hạn. Thực ra là hai vợ chồng anh thì là anh thì một năm anh về ăn Tết được tầm một tuần. Còn 360 ngày còn lại thì anh ở quê ngoại rồi. Thì nhà vợ anh thì ở ngay gần nhà anh. Mỗi lần mà về quê ngoại chắc khoảng tầm cũng phải mất khoảng tầm 300 mét. Ủa thế ạ? Sướng thế gì bà? Chị, nhân vật trong phim Chuyện Nhà Sung Túc phần 2 này có giống một chút nào đó với chị ở ngoài không? Thực ra mình là cái vai mà gọi là vai thế chỗ cho cái diễn viên năm ngoái thôi. Ngoài đời thì chắc là không như thế này vì là mình được quyết định nhiều thứ hơn. Đấy. Trong ngoài đời là nói là chồng nghe luôn. Bảo về, bảo về đâu anh cứ ở nhà em, anh làm công việc nhà em ạ. Ăn Tết là chồng phải nghe như thế. Anh là vai vợ chồng thì đã có cảnh nào mà giúp vợ chồng chưa ạ? Tức cảnh nắm tay ấy. Nắm tay mà gọi là vợ chồng á? Thế
thì thế nào gọi là vợ chồng ạ? Công nhận. Thực ra là cái cảnh này cũng đang chờ ra phần 3, khả năng nó sẽ nằm ở phần 3. Chị Miu, nghe nói là trong cái phim này chị sẽ phải đóng một cái cảnh hồng nha, bạc phận bị người ta hồng nha, bạc phận bị người ta đánh đập thành ạ. Hồng nhan bạc phận à? Nói chung là mình nghĩ đây là một cái phim mà kiểu nói về những cái vẫn còn hiện hữu ở trong xã hội, và nó cũng cổ hủ về những cái chế độ ngày xưa. Bây giờ thì hồng nhan bạc tỷ rồi. Nhưng mà thực ra đây là một cái phim mà có cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Bởi vì đứa con gái đi lấy chồng rồi đi lấy người nước ngoài ấy, tâm lý của tất cả mọi người đều là cho con lấy chồng nước ngoài hay là sống bên nước ngoài được rất là sướng. Nhưng mà họ không biết được rằng là có rất là nhiều những cái uẩn khúc trong cái câu chuyện đấy. Chị thấy bộ phim này và những cái bộ phim Tết mà chị đã tham gia gần đây thì nó có nét gì đặc biệt và khác? Tham gia Chuyện Nhà Sông Túc được 2 năm rồi. Và hầu như là luôn luôn trong mình đều có một cái cảm xúc rất là xúc động vì những cái chi tiết ở trong phim.